chồng điện gì cứ tin nên trà mong xanh nhẹ nhớ đầu hôi cha xanh giờ lúc tết trà muôn tàu dạ mình sư uốn nành nho ý giả mình sư nhớ mua nhẹ ý chế chồng na nhớ mua nhẹ tết dư chỉ vinh vừa từ bác vinh ua đầu chi chờ lâu dạ mình sư nhớ đầu hầu bê của chua rồng chùa y và ba dạ nhớ đầu sầu bí xài chân thành con chua nhớ đầu to xia trong xe rồng thận đi mà tứ sái tàu tay tùng sảnh con chua mua bánh sử tí giờ là giờ tay tùng sảnh con chua tứ ná dù cu chồng mình sư chế chồng tua bia đồ xa đà chùa rau bí sải ni tứ sái tàu y tù tàu tí giờ mình sư cửa lào nhớ đồ xỉnh đông bánh giờ xa đà chửi gì tò chùa bách xa sở đồ chát xanh bí sảnh sảnh con chua ni ít trồng điện gì cứ tin linh trà mong xanh nhẹ giàu sát đờ chữ gì tỏ chùa giàu biết xài trốn sảnh con chua nhớ tỏ xia trong xe chồng ót xia lên cọc lau nhớ tỏ xịn mắt và khu gia sảnh nhìn đi giàu sát đờ chữ gì tỏ chùa tùm xài Nguyễn Thị Thòa tua có tỏ xịn lâu ba tua giờ mình sư gì Nguyễn Thị Thòa chia ít chị trầu nhà chị trầu ô chia cân nặng 50 kg tôn thầy ni giờ Nguyễn Thị Phường tua cỏ đã chỉnh lốc ba tua chia ít chị chị chồng chị mình sư gì nhà cáo chở trầu chia kg tôn thầy ni giờ Hoàng Thị Bờ tua cỏ đã chỉnh quản binh tua mình sư gì chia ít chị chồng chị nhà cáo chở chị chia bạn có chiều cao 1m58, cân nặng 46 kg. Xin mời quý vị cùng đến với phần dự thi của thí sinh mang số báo danh tôn sai ni giờ Đặng Thị Ngọc Mai tua nhốt ở sảnh tông đánh tua mình sư gì xia ít chỉ đầu nhà chi chầu lâu chia Đàm Thị Ngọc Mai dân tộc Tày có chiều cao 1m64 cân nặng 50 kg. Chúng ta cùng gặp gỡ với thí sinh số báo danh 21 bạn Lưu Thị Hòa tôn sai ni giờ Lưu Thị Hòa tua nhất ở sảnh tông bánh tua giờ minh sư cờ lao xia ít chị cha nhà chị chở chia Lưu Thị Hòa là 1m67 cân nặng 50 kg. Đang xuất hiện trên sân khấu là phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 05 nông tôn sai ni giờ Nông Thị Thùy Linh Nông Thị Thùy Linh tua có đoàn tợ thanh đoàn khu gia sánh tua giờ minh sư cho chị xia ít chị trào nhà tóc chở chị chia 1m62 cân nặng 48 kg. Đang tiến lên phía trước sân khấu là số báo danh 24 bạn Đặng Tố Linh tôn sai ni giờ Đặng Tố Linh tua nhốt ở sảnh vì chát tua mình sử trò xía ít chỉ chi trồng chùa nhà tóc trồng chùa chia bạn là người dân tộc Giao Tố Linh cao 1m57 và nặng 49 kg. Chúng ta cùng gặp gỡ thí sinh mang số báo danh 17 Hoàng Tường Vi tôn sai ni giờ Hoàng Tường Vi minh sư là trí tua toàn tạo kết hợp khu gia tua chia ít chỉ thị nhà chi chẳng chỉ chia bạn là người dân tộc La Chí có chiều cao 1m58 và cân nặng 50 kg. Chúng ta đang được gặp gỡ thí sinh số báo danh 20 Hoàng Mai Chi
tung sai ni giờ hoàng mai chi tua đầu chỉnh phát triển cây tua giờ minh sư gì xưa ý chỉ đầu chợ bê nhà chi chợ bê chia. Mai Chi có chiều cao 1m63 và cân nặng 50kg. Hãy cùng đến với phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 11. Tôn Phai Ni Giờ, Lê Thị Thanh Loan, Minh Sư Dí, tua nhốt ở chỉnh P cá tua. Lê Thị Thanh Loan đến từ huyện Quản Bạ. Tôn Phai Ni Giờ, Lê Thị Thanh Loan, Minh Sư Dí, tua chỉnh cá của tua, riết ít chỉ trầu, nhá chỉ chẳng chia. Tiếp theo là phần dự thi của thí sinh số báo danh 25. Tôn Sai Ni Giờ Hoàng Thị Tuyết tua chỉnh vì chát tua giờ Minh Sư Di Đu Xia Y Chỉ Trầu Chọc Lâu Nha Chí Chọc Trầu Chia. Bạn có chiều cao 1m64 và cân nặng 56kg. Hãy cùng đến với phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 16, bạn Phương Diệu Hương. Tôn Sai Ni Giờ Phương Diệu Hương giờ minh sư cho chi chia ít chỉ trầu nhà chỉ chủ chia. Bạn là người dân tộc Kinh, có chiều cao 1m60 và cân nặng 50kg. Chúng ta cùng gặp gỡ với thí sinh số báo danh 14. Tôn Thánh Côn Chúa Ni Giờ Chu Thị Luân tua chỉnh cáp của tua giờ minh sư cho chia ít chỉ trầu chợ già nhà chỉ chẳng bên chia. Và bạn là người dân tộc Giao. Chu Thị Luân cao 1m67 và nặng 53kg. Đang xuất hiện trên sân khấu trong phần thi trình diễn trang phục dân tộc là thí sinh mang số báo danh 08. Tôn Sai Ni Giờ, Vi Thị Thơm, tua chỉnh, mùa tá tua, mình sư dí, xiết ý chỉ trầu, nhà đau trầu dị chia. Bạn là người dân tộc Tày, có chiều cao 1m65, cân nặng 48kg. Chúng ta đang được gặp gỡ thí sinh số báo danh 01. Tôn Sai Ni Giờ Hoàng Thị Hải Hiền tua cờ tròn tạo kết cử hú gia tua minh sư cho chi xia ý chỉ trầu chọc lâu nhà lâu chọc trầu chia. Xin được giới thiệu, đó là thí sinh mang số báo danh 04, bạn Tô Lan Hương. Tôn Sai Ni Giờ Tô Lan Hương tua tròn tạo thanh đoàn hú gia tua giờ minh sư gì xia ý chỉ trầu chọc già nhà chỉ chở chi chia. Cân nặng 55kg. Chúng ta cùng đến với phần dự thi của thí sinh số báo danh 02, Lương Thị Tôn Hồng Nhung. Tôn Sai Ni Giờ Lương Thị Hồng Nhung tua chỉnh vì cha tua giờ minh sư gì xia ý chỉ trầu chở chi nhà lâu chở chi chia. 1m65 và nặng 49kg. Hãy cùng đến với phần dự thi của thí sinh Mùi Mùi. Tôn Sai Ni Giờ Phượng Mùi Mùi Minh Sư Chò tua chỉnh quán minh tua xiết ít chỉ trầu chò o nhà lau chò dị chia. Cân nặng 48kg. Thí sinh tiếp theo trình diễn trong cuộc dân tộc là bạn Lý Thị Nhục. Tôn Sai Ni Giờ Lý Thị Nhục Minh Sư Chò tua cò trò chỉnh một tá tua xiết ít chỉ trầu chò nhà bao chở chủ chia. Có chiều cao 1m60 và cân nặng 49kg. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang cùng được đến với phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 07. Tôn Sai Ni Giờ Lý Thị Giàng nhốt được chuyển theo ba tua mình sử mong chia ít chỉ trầu chở tê nhà chi chở tê chia. Tiến lên phía trước sân khấu là số báo danh 22, bạn Dinh Thị Nhung. Dinh Thị Nhung, Minh Sư Ma, nhốt ở chỉnh lâu pha tùa, chia ít chỉ trầu chậu, nhà đau chậu chi chia.
thí sinh mang số báo danh 23. Bạn Tôn Sai Ni Giờ Phùng Thị Hương có tờ chỉnh các bộ tour mình sự cho chi sẽ chỉ đầu chọc chùa nhà đau chờ nghỉ chia. Có chiều cao 1m60, cân nặng 48kg. Chúng ta cùng gặp gỡ với thí sinh số báo danh 13. Đàn Ni Giờ Hoàng Thùy Trang có tờ chỉnh mình tour mình sự chi chia ý chỉ đầu chọc tay nhà chi chỉ tay chia. 1m63, nặng 52kg. Đàn Ni Giờ Tôn Sai Dương Thị Xin có sinh tông anh tùa mình sư xua xế ý chỉ trò chợ bê mà tao trần trả chia. Bạn là người dân tộc Hán, có chiều cao 1m63, cân nặng 47kg. Tiếp theo là phần dự thi của thí sinh số báo danh 10. Chúa Tùng Thái Ni Giò Lý Thị Mai có đối xứng và sự tùy tùa, mình sự cho, sẽ ít chỉ trao, nhà chi trọng chia. Lý Thị Mai là người dân tộc Giao, bạn cao 1m60 và nặng 50kg. Xin được giới thiệu thí sinh mang số báo danh 09. Tôn Sai Ni Giờ Hoàng Thị Hương có tổ chức lâu và tùa mình sư cho sẽ ý chỉ trào chậu bê nhà chỉ chậu bê chia. Cân nặng 46kg. Và bây giờ sẽ là phần dự thi của thí sinh số báo danh 18. Súng Thị Hằng. Chúa Tôn Sai Ngôn Chúa Ni Giờ Trung Thị Hằng có tổ chức chính mình tùa cho mình sư phù lá sẽ ít chỉ trào nhà đau chờ chi chia. Bạn cao 1m60 và nặng 45kg. Vâng thưa quý vị và các bạn, lúc này trên sân khấu của chúng ta là 27 thí sinh, 27 bông hoa rất đẹp trong đêm chung kết với phần trang phục dân tộc. Một lần nữa xin quý vị một tràng pháo tay để chúc mừng cho các bạn đã hoàn thành phần dự thi của mình trong đêm nay. Sau đây em xin được thể hiện phần thi tài năng của mình qua bài Hùng Biện. Nhìn nè cô thó tua vừa giọt tay lù nhất nhìn nè. Hai giọt đó tay kế bó vệ, cô chồng minh sư. Vâng, tay giọt chỉ tay chồng lá. Bó vệ dù cô chồng minh sư tay kế bênh phùa, chờ ít khó rong trọng giỏ. Vì tay nì thảo tay cho lầu, từ chỉ mua lò là. Chỉ ta lý sư thảo tay cho lầu từ mua lúc xế bó vệ dù tay trà. Chỉ rõ ua sinh trà, hai giọt đồ bấy củ chua tê kế dù chỉ mà, giữa hai giọt đồ tê, phong trà bổ thẳng tê, tê phong trà đi, giữa tàu bó vệ rừng trò tọ ta. Chua khô, lưu hảo, nên mà chỉnh giữa bó trẻ rừng rừng mù. Sư lý tê kê, ua tú quần thành gió, vì lý nhịn đi bấy cho tốt sạch lùa, chỉnh giữa mua lúc sinh vự. Bó vệ dù tay dù chỉ, tay phúng trao vinh phùa, dùa rõ rồng, dù tay trồng na, chào trà ly xin lô hô lô tọ đi, thìa cho kế uồn hành. Bách ra đờ dùa ua tùn hành muông tì, chia bó vệ dù tay dù cha, nhót đầu to xia trong xe, gõ lênh lênh tua bỏ tay, mua lò tay dạ muông tì nhót đầu hầu lúc nành. Cú dò ít tùn xài, nhót đầu lúc tay trà to khó xe, cô tứ của tàu tàu già hậu lự rồng xử lý ba danh mình dọ nhẹ của rồng tây hậu lự đò sẽ gì tây lầu tứ hải ít trong tòng mài chè do tí chỉ chữ chùa do lì do muôn tàu trong tòng thiết lì tí chữ chùa lò nê cú chia sẻ hạt tiề bách sa đà do sĩ cộng tề lò ba của tây dạ muôn tề đò hậu dụ luôn nành tỷ y giò nhất đầu bách tết chở tỏ xia cỏ lênh lênh tuột giò bao giò đầu bách lúc tết chở nhất đầu hơi bách củ chưa gì nà sống trong lối sống trong sáng lành mạnh làm sao để có thể bảo vệ và giữ gìn một nét đẹp truyền thống đẹp đẽ và tươi mới hơn trong mắt bạn bè quốc tế. Em xin hết ạ. Mây bay về non cao,
Cô giờ ít tồn xài nhớ đồ lúc đấy chờ to khó xe. Cô tư của tàu tàu già hậu lự rồng xử lý ba danh mình dọ nhẹ. Ua rồng tây hậu lự đồ sẽ gì? Tây lầu, tứ hải. Ít trong tông mài chê do tí chỉ trự chùa. Do lì do muôn tàu trong tông thiết lý tí trự chùa lò. Nì cú chia sẻ hạ tìa bếp xa đời do sĩ cộng tề lò ba. Ua tây giả muôn tề đồ hậu dụ lúc nành. Tỷ y chờ nhất đồ bếp tế chờ tòa xe, cỏ lanh lanh, tuột chờ bó chờ đồ bếp lúc tế chờ nhất đồ hô bếp của chúa gì nè.
có đầy đủ các diện mạo về địa chất khoáng sản, về tài nguyên thiên nhiên. Lúc tế chở to xia khó dây, chỉnh tông bánh nì muôn tàu dạ, vinh phụ chỉnh tì. Đà ni chi hạt tìa mua lò tay to đông, giống cao sư, mà chỉnh mua cô chồng minh sư tê chu trì vinh phụ chỉnh tì. Cho dạ mua manh dị, trầu bê, cô chồng minh sư xử lý mông ma dị. Cô tứ xử lý sát đời, thế bấy chúa sĩ cùng tề lọ ủa tay dạ mông tì chia kẻ sọ dù lúc tết chờ nội gia nì một sọ trâu sát đại bao thiết bó về dù tay su chỉ bùa thọng tề tay lão trị mùa phải có ý thức của riêng mình để bảo tồn phát huy bảo vệ những giá trị vốn có của thiên nhiên của ông cha ta đã ban tặng. Tỉnh Hà Giang là một tỉnh nằm ở cực bắc của tổ quốc Việt Nam. Nhớ đồ bấy hô gia sánh cho ít lúc sánh nhớ tỏ xe mua nành gạo ó dạ minh sư uốn nành nhớ ủa kề ý dạ minh sư hiểu mua nhiệt tay su chỉ bên phùa xử lý minh sư cho luôn tành thiên lơ tả mong luôn tành của to má luôn tành thon tu uốn hạt lo thiên nhớ đồ hậu bấy lúc tết trà ni chỉnh mua lò y lu thường con trầu gọi lò trầu nóng nành gạo trà lúc tết lì dính lê chỉnh xong tàn trò tay bên phủ ni dò ít giả muông tỷ hành trò bế sa đà vị lý bế chỉnh dúa bó vệ tay giả muông tỷ ni rồng vì bản sắc dân tộc văn hóa là cội nguồn cần được vun đắp. Trong đêm chung kết hôm nay mò bí xài chốn xài con chút ni bế từ sai tàu ô tù tàu tị ôn hai giải nhì của chúng ta bạn Lưu Thị Hòa tôn sai minh sư cờ lao tàu tị y lư tướng cả lúc mình mở trò tổ xia trong dây y giả thiết tên trò trò tôn sai con chúa nì rồng xia trò khó lư tàu tị y rào bí sảnh con chúa nì yêu của các bạn và cũng sẽ là đại diện hình ảnh để giới thiệu miền cao nguyên đá tỉnh Hà Giang đến với tất cả bạn bè và chúng ta hãy cùng một lần nữa chúc mừng cho giải nhất. Ít chồng nhiệt gì cứ tin anh trà phong dừ mong xanh nhẹ bay lì chắc trình xả đua hà đồ mong Việt Nam nóng nì sò xin nghỉ sư phòng xa đờ ùa lúc anh nhớ rồng.